Serum Centella trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dung tích khác nhau, nên những ai chưa có kinh nghiệm mua hàng hoặc chưa dùng loại serum này bao giờ đều rất thắc mắc không biết là serum này có mấy loại. Thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn những loại serum Centella đang có để bạn yên tâm mua đúng sản phẩm nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Điểm đặc biệt thu hút nhất của serum Centella phiên bản mới này, chính là người dùng có thể nhìn xuyên qua để nhìn rõ bản chất bên trong chai. Thiết kế lọ mới này là hình trụ tròn màu nâu, trong suốt với một nhãn dán trắng đơn giản có in tên thương hiệu và tên sản phẩm để người dùng dễ dàng nhận biết. Đồng thời, serum Centella không những được ra mắt với các loại dung tích khác nhau như loại 30ml, 55ml và 100ml. Đặc biệt với serum Centella 30ml là rất phù hợp và tiện lợi cho các chị em có thể mang theo khi đi du lịch hay đi công tác xa, có thể sử dụng được ngay mà không cần phải chiết ra từng lọ nhỏ. Ngoài ra, nếu các chị em mà muốn tiết kiệm thời gian mua sắm thì có thể chọn ngay em 55ml hoặc 100ml, xài thoải mái tận 2 đến 3 tháng mới hết đấy nhé. Tóm lại, chị em có thể chọn serum Centella có dung tích nào cũng được nhé, miễn sao là chọn đúng hàng chính hãng sử dụng là được, để không bị ảnh hưởng đến da và sức khỏe của mình nhé. Serum do má Centella hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Centella hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.